lại. Mẹ, sự thật của chiếc cửa ma thuật đáng sợ ở bệnh viện, biết thực hiện theo yêu cầu. Đang trong bệnh viện lúc nửa đêm, cô gái ở trong phòng một mình và phát hiện ra chiếc cửa kỳ lạ khiến ai xem cũng nổi da gà. Lại. Nè. Chiếc cửa này được điều khiển theo giọng nói. Khi cô yêu cầu làm gì thì cánh cửa này sẽ thực hiện theo. Chỉ cần ra lệnh, vài giây sau chiếc cửa sẽ vâng lời làm theo một cách ngoan ngoãn. Không chỉ một lần mà liên tục nhiều lần. Thậm chí lúc cô yêu cầu đóng nhẹ để em bé ngủ thì cánh cửa này cũng từ từ khép vào theo ý cô, làm cho người xem cảm thấy ớn lạnh. Lại. Nè, bên kia em bé ngủ. Đóng đi. Đóng. Nè. Video được đăng tải thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một vài người cho rằng đây là hiện tượng tâm linh ở bệnh viện vì nơi đây rất dễ có nhiều vong hồn. Sau đó vì thấy quá oan uất cho bệnh viện của mình, một bác sĩ khoa sản trong bệnh viện đã đăng video để đính chính cho sự việc này, thì hóa ra không phải do con ma nào ở đây cả, mà do cái bản lề bị hư. Từ nay bác sĩ khoa sản đã có thêm nghề tay trái là xem tâm linh luôn rồi đó nha. Đúng là năm tam tai của con ma. Cái gì cũng đổ thừa tôi, oan cho tôi quá mà. Sau khi xem xong clip và biết được sự thật về câu chuyện này, cộng đồng mạng đã tràn vào để lại bình luận hài hước như sau. Bác nói chuyện với ma bản lề giống mẹ đi bác. Hay, má kia xui rồi, ngay bệnh viện bác sĩ chính. Bạn đã từng bao giờ chứng kiến cái cửa ở bệnh viện nào đáng sợ như này hay chưa? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.